các anh đã chán nản với việc mua nhầm những chiếc máy cưa kém chất lượng hoặc mua về sử dụng được vài ba lần thì bị hư, không khởi động được. Đừng lo, vì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các anh một chiếc máy cưa xích vô cùng chất lượng với nhiều tính năng hiện đại cùng độ bền bỉ cao với công suất vô cùng mạnh mẽ nhưng ngân sách chỉ vài triệu đồng. Sản phẩm chất lượng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là con máy Bosco 72S. Đây là sản phẩm hội tụ tất cả những ưu điểm và khắc phục gần hết những nhược điểm của một con máy cưa. Phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu Bosco nhưng giá ưu đãi hạt rẻ cực sốc là bạn đã có thể sở hữu một con máy cưa có chất lượng bậc nhất thị trường hiện tại. Sản phẩm máy cưa Bosco 72S được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn và công nghệ Đức với công suất 3,8 kW, dung tích xi lanh 72cc, tốc độ vòng tua 12.500 vòng phút, phù hợp cho công việc cưa khai thác của các anh em thợ cưa chuyên nghiệp tại Việt Nam. Máy Bosco 72S đảm bảo đáp ứng tốt công việc cưa khai thác của các anh em và mang lại hiệu suất công việc cao nhất. Khi mua sản phẩm máy cưa Bosco 72S, bạn sẽ được tặng kèm một bộ phụ kiện chất lượng cao như lam và xích Bosco, bình chứa xăng, phễu và bộ phụ tùng lắp ráp. Cam kết sản phẩm chất lượng bảo hành lên đến 6 tháng và một đổi một trong vòng 7 ngày nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất. Nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi 0902 689 600 để mua ngay sản phẩm được các anh em thợ cưa chuyên nghiệp sử dụng nhiều nhất với giá ưu đãi cực sốc.